Cô giáo cho đề bài vẽ con hình con cá để nộp cho cô, và đây là cách bé gái đã làm. Môn vẽ là môn bé gái này dở tệ, ngặt nỗi phải vẽ và nộp cho cô giáo để chấm điểm. Bé gái đã nhờ mẹ mua hộ con cá, giấy và bút màu đen, trải tấm giấy đặt lên bàn, để con cá lên giấy, sau đó tô mực đậm lên mình cá, và bài vẽ hoàn thành sau khi in tờ giấy vào con cá, thế là có bài vẽ để nộp cô giáo rồi.